Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe TV của chúng tôi. Béo phì là một căn bệnh phổ biến ở các nước phát triển. Nếu không cảnh giác với tình trạng béo phì, chúng ta rất dễ mắc phải các bệnh liên quan đến như tiểu đường, cao huyết áp, gút, bệnh gan, máu nhiễm mỡ. Và đó là những căn bệnh tiềm ẩn nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, hãy chú ý đến cân nặng của mình và giảm béo an toàn với loại quả này. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một quả táo, chọn một quả táo tươi ngon, sạch và cứng. Táo là một loại trái cây rất tốt cho sức khỏe và có nhiều công dụng trong việc làm đẹp như giúp ngủ ngon, sáng mắt và giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, để giảm cân hiệu quả, bạn cần sử dụng táo đúng cách theo hướng dẫn của chúng tôi. Bạn rửa sạch táo, ngâm táo với nước muối để loại bỏ các chất độc hại và bụi bẩn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng axit malic có trong táo có thể phân hủy mỡ thừa và ngăn ngừa tăng cân. Sau 3 tuần ăn táo có thể giảm hơn 20% lượng mỡ trong máu. Vì vậy, để thẩm thấu hết được các chất dinh dưỡng có trong táo, bạn nên cắt táo thành từng miếng nhỏ. Đặc biệt, lượng chất xơ có trong táo còn giúp cơ thể no lâu hơn, giảm lượng thức ăn. Vì vậy, khi áp dụng công thức này, bạn có thể cắt giảm lượng thức ăn cho bữa sáng. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể xem những video mới nhất của chúng tôi. Bước tiếp theo sẽ ngay ở sau đây. Các bạn nhớ theo dõi hết video nhé. Bạn cho táo vào nồi đun sôi với 500ml nước. Bạn luộc táo trong khoảng 1 đến 2 phút. Lưu ý không nên luộc táo quá lâu vì như vậy sẽ phá hủy chất dinh dưỡng có trong nước táo. Sau khi đun sôi được khoảng 2 phút, bạn tắt điện và múc nước táo ra cốc và để nguội. Tuy nhiên, hỗn hợp để giảm cân này cần có thêm một loại trái cây nữa. Cắt đôi quả chanh và vắt khoảng nửa quả chanh vào ly nước táo. Khuấy đều và uống từng ngụm nhỏ. Nhiều người đã áp dụng công thức này thường xuyên có thể giảm được đến 5 cân chỉ trong 1 đến 2 tuần. Trong chanh có rất giàu axit citric, một loại axit hữu cơ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tiêu hóa cũng như đốt cháy mỡ thừa. Đặc biệt là polymer pectin trong chanh còn ức chế sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân. Để giữ cho dạ dày khỏe mạnh và dễ uống hơn, bạn có thể cho thêm một thìa cà phê mật ong. Mật ong cung cấp vitamin và chất khoáng để duy trì năng lượng cho cơ thể, đồng thời ngăn chặn sự thèm ăn theo cách tự nhiên. Mật ong kích thích quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo. Bạn nên dùng thức uống này vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, trước bữa ăn 30 phút và lưu ý có thể giảm lượng chanh nếu bạn có tiền sử dạ dày hoặc pha loãng thêm dung dịch. Thức uống này rất giàu vitamin, như vậy không chỉ giảm cân mà bạn còn thấy da sáng lên và giảm nếp nhăn. Nó cũng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ và thiếu tỉnh táo. Vì vậy, bạn sẽ luôn thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục để thấy được kết quả tốt nhất. Hãy áp dụng công thức này cho cả gia đình bạn. Hãy bình luận và thích video này nếu nó có hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe TV. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.